Bảo tàng Đắk Lắk với nhiều giá trị văn hóa độc đáo đã và đang là một di tích lịch sử quan trọng của tỉnh Đắk Lắk mà bạn có thể tham khảo khi ghé thăm Buôn Ma Thuột. Vào năm 1926, tòa nhà này được công sứ Paul Riron của Pháp cho xây dựng để làm tòa công sứ. Cho đến năm 1947, khi vua Bảo Đại về nước và nghỉ ngơi ở đây, thì nó được đổi tên thành Biệt Điện Bảo Đại. Từ năm 1955 đến năm 1975, thì tòa nhà này trở thành nơi diễn ra các sự kiện quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đến năm 1976,